Trong vài tháng, lực lượng gồm 90.000 quân từ 31 quốc gia thành viên NATO cùng Thụy Điển sẽ hoạt động tích cực gần biên giới Nga trên khu vực từ Na Uy đến Romania. Bước đi này cố tình nhằm leo thang căng thẳng, tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự và cuối cùng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc cho châu Âu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 1 theo bà Zakharova, cuộc tập trận của NATO mang tính chất khiêu khích. Bà khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các nước NATO, bất chấp lo ngại xung đột toàn cầu sẽ lao thang nếu Nga giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đầu tuần này, NATO đã phát động một cuộc tập trận quân sự mang tên Steadfast Defender 2024. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến tháng 5 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân nhân được huấn luyện ở một số nước châu Âu, bao gồm Ba Lan, nước láng giềng của Nga. Fast Defender 2024 là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau chiến tranh lạnh cuộc tập trận đã tăng hơn gấp đôi quy mô kể từ khi được công bố vào năm ngoái và được lên kế hoạch rõ ràng để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga theo một tuyên bố từ NATO mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm tra và hoàn thiện các kế hoạch phòng thủ của NATO nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu trước một đối thủ ngang hàng Mặc dù Nga không được nêu tên trong cuộc thông báo tập trận, nhưng NATO đã nêu rõ trong khái niệm chiến lược năm 2022, một tài liệu xác định các thách thức an ninh mà khối quân sự này phải đối mặt, rằng Nga đặt ra mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của các đồng minh. Thụy Điển cùng nước láng giềng Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Phần Lan đã gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái, trong khi Thụy Điển cũng đang hoàn tất nỗ lực gia nhập khối. Đô đốc Robbauer, chủ tịch Ủy ban quân sự NATO gần đây cảnh báo, khối quân sự do Mỹ đứng đầu rằng họ phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga trong vòng 20 năm tới, một cuộc xung đột đòi hỏi phải huy động lực lượng dân thường đông đảo. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, đô đốc Robbauer nói rằng liên minh này đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga những bình luận tương tự cũng đã được nghe nhiều lần từ lãnh đạo các nước nato người phát ngôn bộ ngoại giao nga zakharova cho biết trong cuộc họp báo bằng cách này liên minh đang cố gắng biện minh cho sự tồn tại của họ trong mắt hàng triệu người châu âu và mỹ cũng như chương trình nghị sự nhằm kiềm chế nga Biện minh cho sự gia tăng trong chi tiêu quân sự và tất nhiên, trong một số trường hợp đánh lạc hướng dư luận và sự chú ý của công chúng khỏi những thất bại trong cuộc chiến tranh hỗn hợp mà NATO đang tiến hành dưới vỏ bọc của chính quyền Kyiv chống lại đất nước chúng tôi, bà Zakharova tuyên bố. Đầu tuần này, bình luận về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, "Chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa trực tiếp hoặc sắp xảy ra nào đối với bất kỳ đồng minh NATO nào." Tuy nhiên ông cho biết NATO vẫn giám sát chặt chẽ những gì Nga làm và đã tăng cường cảnh giác và hiện diện ở phần phía đông của liên minh để có thể chống lại bất kỳ động thái nào của Moscow. Theo hãng tin Sputnik, đây là thông tin được tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố vào hôm 20 tháng 2, tình hình không thể bình yên hơn trên lục địa châu Âu, kể cả ở gần biên giới Belarus. Ở khu vực lân cận Belarus và Nga, khoảng 32.000 binh sĩ NATO và Mỹ đang đóng quân, hơn 1.000 xe bọc thép, khoảng 160 hệ thống pháo và súng cối, 235 máy bay và trực thăng cũng ở đó. Ông Lukashenko nói, cũng theo ông Lukashenko, hai sư đoàn phòng không S400 mới được đưa vào biên chế trong quân đội Belarus. S400 của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không di động được ví tương đương với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ngoài ra, Belarus còn sở hữu hai sư đoàn khác trang bị hệ thống tên lửa Iskander M. Trong những năm gần đây, Moscow đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu cũng như ở sát biên giới Nga kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vào tháng 2 năm 2022, các nước NATO đã cung cấp cho Kiev nhiều thiết bị quân sự, Nga khẳng định bất kỳ vũ khí phương Tây nào ở Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công hợp pháp. Hiện tại, NATO đang triển khai cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất ở châu Âu kể từ những năm 1990 mang tên Operation Steadfast Defender. Sự kiện này kéo dài vài tháng và có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ. Theo Russia Today, trong ngày 19 tháng 2, tướng Sergei Kuz’koi, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã lên tiếng cáo buộc binh lính NATO đang trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Binh sĩ NATO đã cải trang thành lính đánh thuê để tham gia hỗ trợ Ukraine. Họ phụ trách điều khiển các hệ thống phòng không, hệ thống tên lửa phóng loạt và thậm chí còn tham gia vào các đơn vị tấn công. Ông Kuz’koi nói. Trong bình luận của mình, tướng Ruskoi cũng cho rằng Ukraine đã thực hiện các vụ pháo kích nhắm vào cơ sở quân sự với sự đồng ý ngầm của phương Tây. Ông Ruskoi không tiết lộ cụ thể là binh lính từ quốc gia NATO nào đã xuất hiện ở Ukraine, trong khi Kiev chưa đưa ra phản hồi về thông tin này. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có hơn 5.900 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được hãng tin Sky News phát sóng hôm 28 tháng 4, Thủ tướng Kalash nói, chúng ta không nên sợ về sức mạnh của chính mình. Nga nói động thái này hay động thái kia là leo thang, nhưng phòng thủ không phải là leo thang. Tôi muốn nói chúng ta nên cân nhắc tất cả các lựa chọn. Chúng ta có thể làm gì hơn nữa để thực sự giúp Ukraine giành phần thắng. Theo bà Kalash, Nga muốn đe dọa chúng tôi và khiến phương Tây kiềm chế những quyết định mà chúng tôi sẽ đưa ra để ủng hộ Ukraine sự đoàn kết của phương tây mọi thứ thực sự khiến nga vô cùng khó chịu bà kalas nói thêm họ muốn chúng tôi sợ hãi và phản ứng duy nhất là chúng tôi không sợ hãi chúng tôi cần hành động theo những gì đúng đắn hồi đầu tuần tổng thống pháp emmanuel macron tuyên bố nato không nên loại trừ việc điều quân tới ukraine hoặc bất kỳ lựa chọn nào khác hầu hết các thành viên của liên minh quân sự do mỹ đứng đầu đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng trên Hiện tại chỉ có hai nước là Estonia và Lithuania có những tuyên bố ám chỉ sự ủng hộ đối với ý tưởng của Tổng thống Macron nhằm tăng cường hỗ trợ cho Kiev ngoài việc cung cấp vũ khí, đạn dược và tiền bạc. Hôm 27 tháng 2, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Lembergis kêu gọi NATO suy nghĩ sáng tạo hơn. Trong khi đó, bà Linas Linkevicius, đại sứ Lithuania tại Thụy Điển, cho biết NATO sẽ vô hiệu hóa vùng đất Kaliningrad của Nga nếu Moscow dám thách thức NATO. Estonia hiện có khoảng 4.200 binh sĩ tại ngũ. Về mặt lý thuyết, Estonia có thể mở rộng thành quân đội thời chiến lên 43.000 người. Theo ước tính của Nga, trong 6 tháng tiến hành phản công vào năm 2023, Ukraine hứng chịu 125.000 thương vong. Chính phủ Ukraine thường đưa ra con số tổn thất thấp hơn so với Nga tuyên bố. Nhưng vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev cần thêm 500.000 quân ở mặt trận. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã gửi viện trợ tài chính, quân sự và vật chất trị giá hơn 200 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ukraine đã nhiều lần lên tiếng đề nghị các nước phương Tây hỗ trợ thêm tiền, vũ khí và đạn dược như tên lửa chống tăng, pháo binh, bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không, xe tăng và các tiêm kích hiện đại như F-16 do Mỹ sản xuất để đối phó với Nga, Moscow cũng đã vạch ra giới hạn đỏ với F-16 khi nhấn mạnh tiêm kích này có thể được trang bị bom hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho hay nước này không áp hạn chế nào khi chuyển vũ khí cho Ukraine, kể cả việc dùng chúng để tập kích lãnh thổ Nga. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 29 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkinen cho hay Ukraine hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, điều mà Tổng thống Vladimir Putin từng coi là làn danh đỏ theo ông Hakkanen, một số nước chuyển giao vũ khí tầm xa cho Ukraine đã áp đặt hạn chế để ngăn Kiev dùng chúng tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng Helsinki không làm như vậy và không đưa ra điều kiện kèm theo nào khi viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Hakkanen cho hay tất nhiên các quốc gia lớn đã cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine có quyền yêu cầu Kiev phải sử dụng chúng như thế nào. Phần Lan, quốc gia mới gia nhập NATO năm ngoái, đã công bố tổng cộng là 22 gói viện trợ quân sự cho Ukraine – từ đầu xung đột, gần nhất là khoản viện trợ trị giá 205 triệu đô la Mỹ hồi tháng 2. Tuy nhiên, nước này không tiết lộ thông tin chi tiết về thành phần vũ khí trong các gói viện trợ với lý do an ninh. Nghị sĩ Phần Lan Chuka Kopra vào ngày 29 tháng 2 cũng nói rằng Ukraine nên sử dụng khí tài do Helsinki cung cấp để tập kích các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga trong trường hợp Kiev thấy cần thiết. Nếu họ không làm như thế, các mục tiêu quân sự đó sẽ tấn công Ukraine, ông Kopra cho hay. Ukraine đang tiến hành cuộc chiến phòng vệ hoàn toàn hợp pháp. Hiến trương của Liên Hợp Quốc cho phép tấn công các mục tiêu quân sự xuyên biên giới đất liền. Bình luận được giới chức Phần Lan đưa ra hơn một tuần sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ, kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Đây là lần đầu tiên ông Stoltenberg công khai ủng hộ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng khí tài phương Tây. Điều này có thể vượt qua làn danh đỏ mà Tổng thống Putin vạch ra. Ông nhiều lần cảnh báo Ukraine không được sử dụng khí tài do Mỹ và đồng minh chuyển giao để tấn công lãnh thổ Nga, cho rằng điều này có thể khiến xung đột leo thang. Trong thông điệp liên bang vào ngày 29 tháng 2, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đang tìm cách làm suy yếu Nga, đồng thời cảnh báo hậu quả của việc can thiệp vào nước này sẽ thảm khốc hơn so với những giai đoạn trước và có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Mỹ và các nước thành viên NATO từng trì hoãn chuyển giao nhiều loại vũ khí tầm xa cho Ukraine vì sợ rằng Kiev có thể sử dụng chúng để tấn công mục tiêu bên ngoài lãnh thổ, khiến chiến sự vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên, quan điểm này dần thay đổi khi chiến sự tiếp tục kéo dài. Pháp, Anh năm ngoái đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm xa đầu SCALP-EG có tầm bắn 250-560 km, trong khi Washington cũng chuyển giao cho Kiev phiên bản ATACMS tầm bắn 165 km. Mỹ sắp tới dự kiến chuyển giao cho Ukraine thêm một mẫu tên lửa có tầm bắn 300-500 km để trang bị cho tiêm kích F-16 mà nước này chuẩn bị nhận, có thể là dòng AGM-158A-GASSM.